Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi qua chương trình Cà Phê Sáng, anh Nguyễn Trường. Bây giờ tôi nói về vấn đề y tế, tôi thấy anh lúc nào cũng cười vui vẻ hết, phải không? Thì tôi hỏi anh mà healthy là vì sao, mà được healthy là khỏe mạnh như vậy là vì người sao? Người ta nói đó là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. À, 10 thang thuốc bổ. Cho nên khi mình cười đó là mình là xả stress được rồi. Tức là mình coi mọi chuyện đều là nhẹ hết. Vâng. Cho nên mình cứ cười. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thì tất cả các báo trên thế giới đều nói đến vấn đề happy is a healthy. Khi mà quý vị cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì cái đó là cái nguyên nhân chính đưa đến sức khỏe của quý vị được tốt. Là dĩ nhiên, không có thể nói là happy là không có bệnh ung thư không? No way. Happy đó thì mang lại healthy, nhưng healthy. Mà tôi lại ước mơ đó là happy mang lại chống béo phì. Chừng nào mình càng cười mà mình càng ốm đó, thì lúc đó tôi nó sẽ cười nhiều hơn. Trong chương trình thì sáng nay thông tin viên về y tế của chúng tôi là bác sĩ Michael Đào cũng có mặt. Tuy nhiên vào giờ chót thì bác sĩ Michael Đào hôm qua đi phát quà Giáng sinh. Bác sĩ Michael Đào hôm qua là phải có đứa con trai đi đánh basketball. Và hôm qua ông báo cho tôi biết rằng sáng nay thì ông mới nói với anh chồng ơi, đứa con trai tôi nó bị ấy, thành ra tôi phải hôm nay phải chăm sóc nó, thành ra đến không được. Và anyway, chúng tôi cũng cảm ơn bác sĩ Michael Đào. Bây giờ đến thưa bác sĩ, chúng tôi muốn hỏi bác sĩ một cái câu hỏi này. Mà trước khi hỏi thì tôi xin lỗi bác sĩ trước nha. Và chúng tôi xin lỗi tất cả những người mà gọi là đồng tình luyến ái, phải không anh? Thế mỗi ví dụ tôi là đồng tình luyến ái, tôi âm thật gay, tôi đi tôi cho máu, thì cái người bệnh nhân có quyền từ chối và tôi có được quyền cho máu đó không? Về câu hỏi này thì có một cái tin mới vừa thứ ba tuần rồi. Thì có một cái nhóm những nhà nghiên cứu mà riêng private, họ đã đề nghị là đưa ra một cái đề nghị lớn đó, là cho phép trong năm 2015 nếu mà những người đàn ông mà đồng tình luyến ái với nhau mà không có quan hệ tình ái với nhau trong vòng một năm thì được phép cho máu. Thì đây là một cái xin hỏi nhỏ bác sĩ chút xíu, bác sĩ vừa mới nói hai người gay không có quan hệ tình ái với nhau là như thế nào, là quan hệ tình ái với nhau giữa hai người gay nè? Thì cái này Song Ngân thật sự không biết, tại vì Song Ngân là phụ nữ, thành ra không biết họ quan hệ tình ái như thế nào. Vậy. Nhưng mà để mà lên đài mà thưa chuyện với quý vị khán giả về y tế thì Song Ngân phải đọc sơ về những cái đó, và đó là những điều họ viết ở trên báo chí, họ viết ở trên những cái tin tức, thì Song Ngân nói như thế thôi. Thôi cảm ơn bác sĩ. Như vậy là nếu họ trong một khoảng thời gian một năm họ không có quan hệ tình ái với nhau thì họ đi cho máu vẫn được sử dụng như thường. Thì đó, trong năm 2015 thì những người đồng tình luyến ái, đàn ông mà họ không có quan hệ tình dục với những người đồng tình luyến ái với họ trong vòng một năm thì họ sẽ được phép cho máu. Thì đây là một cái đề nghị tương đối là hơi shock, tại vì hơn 3 thập niên vừa qua thì những người đàn ông đồng tình luyến ái đã bị hoàn toàn cấm không được cho máu của mình để đưa vào cái ngân hàng máu của thế thì xin anh được cho tôi hỏi bác sĩ là một câu nữa. Thế thì ví dụ tôi nhận máu mà tôi biết cái máu đó của gay á, tôi xin từ chối được không? Tôi xin nhận ba cái khác được không? Song Ngân nghĩ là khi mà anh là cái người cần máu đó, khi anh Đoàn Trọng là người cần máu á, thì có lẽ anh Đoàn Trọng ít khi nào mà còn đủ sức khỏe. Thường là đủ sức khỏe để mà hỏi những câu hỏi mà thông minh như vậy lắm. Thành ra bác sĩ thấy mình là rất là yếu rồi, xanh xao vàng vọt. Bác sĩ nói anh sợ gì đó, anh Đoàn Trọng hỏi như vậy đó là tại vì anh Đoàn Trọng là sợ là khi mà mình nhận máu của một người khác giới tính mà đồng tính luyến ái đó, có lây không? Mình có trở thành cái người như vậy không? Bị gây luôn hay không? Cảm ơn bác sĩ nhanh lắm, bác sĩ trả lời tôi vậy là hay lắm rồi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi lại bác sĩ, thế thì tôi nhận cái máu đó tôi có bị gây không? Dạ, câu hỏi đó thì chắc chắn là không bị gây rồi. Tại vì không thể nào mà nhận máu của một người bị gây mà mình có thể bị gây được hết á. Tại vì cái máu đó nó chỉ giúp cho mình những cái hồng cầu, những cái red blood cells trong thời gian ngắn. Vì quý vị biết là cái đời sống của một cái tế bào hồng cầu, tế bào máu gọi là hồng cầu đó, nó chỉ sống được 120 ngày rồi nó chết và nó sẽ bị đào thải ra khỏi cơ thể của mình. Và thì không thể nào mà mình bị gây được hết. Chắc là thì giờ không có nhiều, chắc tôi anh Trường phải cho tôi hỏi bác sĩ thêm câu nữa. Cái bệnh mà Alzheimer ở đây rất nhiều người mà có thể nói nhân loại đang đối phó với cái bệnh này, phải không anh? Bệnh Alzheimer như là tiếng Việt mình gọi là bệnh đản trí, phải không? Bệnh đản trí. Cái bệnh đó như thế nào bây giờ, năm nay 2014 cái bệnh nó như thế nào? Dạ thưa anh Nguyễn Trường và anh Đoàn Trọng, thì đúng, cái bệnh Alzheimer
dịch qua tiếng Việt là bệnh lãng trí hay là bệnh lú lẫn thì là một cái vấn đề rất là đáng được lo sợ trên thế giới hiện nay, vì thật sự nó không có thuốc chữa. Thì theo Song Ngân được biết đó, thì cũng có một vài cái nghiên cứu hiện tại có tính cách là tương đối khả quan. Người ta tìm thấy một số cái liên hệ giữa cái việc tập thể dục, chạy. Người ta nói là nếu những người mình cố gắng mình tập thể dục hàng ngày, hàng tuần, mình chạy để mà tập thể dục đó, và mình ăn uống trong cái chế độ ăn của mình thì mình ăn thật là nhiều cái trái cây. Và cũng như thêm một chuyện nữa là mình dùng thuốc để mà hạ mỡ. Cái nhóm thuốc hạ mỡ mà các bác sĩ thường viết đơn cho quý vị đó, cái gốc đó là cái nhóm statin đó. Cái gốc là cái loại thuốc mà statin gọi là cái thuốc hạ mỡ đó. Thì nếu mà có dùng qua cái thuốc đó thì người ta cũng tìm thấy một cái sự liên hệ nhỏ giữa việc dùng cái thuốc đó và cái việc và cái con số giảm của cái bệnh Alzheimer. Câu hỏi cuối cùng chắc tôi phải dành cho anh đó. Tôi đang muốn hỏi đó là tại sao các nhà nghiên cứu họ không có nghiên cứu ra một cái tế bào nào đó, hay là họ tìm tòi ra một cái gì đó mà để chống lại bệnh béo phì hiện nay đang là một trong những cái hiện tượng là lan nhanh trên toàn thế giới. Chúng tôi không có nhiều thời giờ nữa, bác sĩ cho tôi biết tại sao có cái gì để ngăn lại cái bệnh béo phì. Dạ, có cái gì để ngăn lại bệnh béo phì thì mình phải bớt ăn thôi. Anh Trọng đừng mời tôi đi ăn buổi tối nữa. Kính thưa quý vị, đó là Cà Phê Sáng với Nguyễn Trường và Đàn Trọng, và đặc biệt hôm nay có đặc phái viên y tế của Lido Sài Gòn TV chúng tôi tham gia trong cái chương trình y tế với 2014. Và kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục với quý vị qua chương trình thời sự quốc tế với anh Hoàng Trọng Thủy. Xin kính chào quý vị.